Xin chào anh em thân mến của MeterSui. SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia đang là sự kiện nóng nhất trong những ngày qua. Nhưng sức nóng của nó không phải tới từ những màn tranh tài đẹp mắt mà là tới từ những drama do Campuchia tạo ra để gây khó cho nước bạn tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á này. Thay vì chơi đẹp hết mình, nước chủ nhà Campuchia lại có những pha chơi bẩn hết hồn đối với đội tuyển Việt Nam. Hành động này của Phnom Penh được cho là đang quay mông vào lịch sử, chối bỏ sự giúp đỡ của Việt Nam trong thời kỳ Campuchia phải đối mặt với bè lũ diệt chủng. Nhưng không chỉ mới ngày 1, ngày 2, Campuchia làm ra hành động này mà từ trước đó rất lâu, thế hệ trẻ của Campuchia thay vì căm ghét Trung Quốc, kẻ đỡ lưng cho Khmer Đỏ, thì lại quay sang đá đều và chửi bới Việt Nam chỉ vì chúng ta có 10 năm đóng quân tại nước họ. Dường như Campuchia đã quên phổ cập lịch sử cho con dân nước mình, để rồi giờ đây, Việt Nam phải chịu sự kỳ thị từ chính nơi mà mình đã đổ xương máu để giải cứu. Vậy nếu Campuchia đã quên, thì chúng ta lại càng cần nhắc lại cho họ nhớ qua video này của MeterSui. Trước khi Việt Nam đưa quân vào Campuchia, quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc chiến diệt chủng do chính đồng bào của mình gây ra. Tập đoàn Khmer Đỏ được Trung Quốc bảo kê liên tục tìm diệt những người dân vô tội trong gần 4 năm cai trị Campuchia. Chính quyền Khmer Đỏ đã gây ra nạn giết người hàng loạt thuộc hàng kinh khủng nhất của thế kỷ 20. Chỉ trong 3 năm 8 tháng và 20 ngày, từ tháng 4 năm 1975 đến cuối năm 1978, chế độ diệt chủng Pol Pot đã giết hại gần 3 triệu người dân Campuchia vô tội. Dưới sự lãnh đạo của Pol Pot, Khmer Đỏ nỗ lực đưa Campuchia trở lại thời Trung Cổ, buộc hàng triệu người phải bỏ thành thị về sống trong các công xã nông thôn. Chương trình cải tạo xã hội gây ra hậu quả thảm khốc. Nhiều gia đình chết cả nhà vì bị hành hình, đói, bệnh hoặc lao lực. Xã hội bị cải hoán theo mô hình cánh tả cực đoan. Pol Pot và đồng bọn biến Campuchia thành một xã hội nông nghiệp hoang tưởng, không sách vở, không tiền bạc. Người dân Campuchia những tháng ngày ấy chỉ biết sống trong lầm than, tuyệt vọng. Họ tìm cách vượt biên sang các nước khác để thoát khỏi địa ngục. Người trốn không thành bị bắt lại, kẻ thoát đi thành công kể lại những câu chuyện man rợ diễn ra như cơm bữa bên trong đất nước. Khmer Đỏ tàn độc đến độ mất hết nhân tính, chúng xử tử người bằng các công cụ thô sơ. Người dân bị ép lao động đến kiệt sức trong điều kiện hà khắc, ăn rồi lại làm, uống rồi lại tiếp tục công việc không nghỉ. Họ sinh hoạt kham khổ và không được chữa trị khi lâm bệnh. Tại các công trường, nhiều người phải tự đào hố chôn mình thay vì chịu cảnh bị xử tử vì nghi là gián điệp hay bị bổ quốc vào đầu với lý do lười lao động. Song song với việc tàn sát trong nước, Khmer Đỏ tìm cách tấn công các nước láng giềng. Chúng tuyên bố muốn hòa bình với các nước, nhưng liên tục thúc đẩy các cuộc đụng độ ở biên giới. Nghiêm trọng nhất cuộc tấn công sang vùng biên giới Tây Nam Việt Nam, thảm sát dân thường. Năm 1975, khi Việt Nam đang tìm cách vực dậy hậu chiến tranh sau ngày thống nhất đất nước, Khmer Đỏ xua quân tấn công các đồn biên phòng, làng mạc, thị trấn biên giới của Việt Nam, tàn sát dã man dân thường. Từ ngày 3 tháng 5 năm 1975, tức là chỉ 3 ngày sau khi chúng ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, chúng tấn công đảo Phú Quốc. Đến ngày 7 tháng 5 năm 1975, chúng tiếp tục tấn công đảo Vai. Ngày 10 tháng 5, tấn công và chiếm đảo Thổ Chu, tàn sát 500 người dân Việt Nam sinh sống trên đảo này. Đến cuối năm 1975, và cả năm 1976, chúng tiếp tục gặm nhấm, chiếm dần và gây rất nhiều tội ác ở vùng biên giới của ta. Trong đó, có những vụ tàn sát được nhiều người biết tới như ở Tân Lập, Tây Ninh, Bà Trúc, An Giang và ở nhiều nơi khác ở vùng biên giới. Chúng tràn sang, giết hàng ngàn người, thọc gậy tre tươi vót nhọn vào cửa mình, xẻo vú, cưa cổ bằng lá răng cưa thốt nốt, đập nát đầu bằng xẻng quân dụng. Bao nhiêu câu chuyện quân lính tập đoàn Pol Pot hành hạ, sát hại người dân, người lính Việt Nam như một thú vui tiêu khiển man rợ ở làng Bà Trúc. Những cánh rừng chết đầy đầu lâu, xương chéo, những cánh rừng bọn tàn quân Pol Pot ẩn náu giật giờ như ma đói, giết chóc dã man như thời Trung Cổ, và cả cánh rừng mà quân Pol Pot bắt dân làm tù binh, dẫn về căn cứ như đang đi về nơi hoang dã, thì gọi là rừng Khmer hay rừng miền đấy. Sang năm 1977, ý đồ dã tâm đánh chiếm một số vùng đất Việt Nam của Pol Pot càng rõ hơn. Chúng tập hợp lực lượng cấp sư đoàn để tiến đánh.
Đến cuối năm 1977, chúng triển khai 10 sư đoàn đánh toàn tuyến biên giới Việt Nam. Theo các con số thống kê, từ tháng 5 năm 1975 tới tháng 12 năm 1978, Khmer Đỏ thực hiện gần 10.000 cuộc tấn công vào biên giới Việt Nam, giết hại hàng nghìn thường dân, bắt và mang đi thủ tiêu hơn 20.700 người, đốt phá hơn 21.200 nóc nhà, trường học, bệnh viện, chùa chiền, khiến 400.000 người sống ở dọc biên giới rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, đi lánh nạn. Cuộc chiến tranh này đã được chính quyền Pol Pot chuẩn bị bài bản với tham vọng có thể giành được chiến thắng. Chúng phát triển quân chủ lực từ 7 sư đoàn khi mới giải phóng lên 12 sư đoàn quân chính quy với đầy đủ thành phần, binh chủng. Cuối tháng 4 năm 1977, Pol Pot điều động 5 sư đoàn và hàng trăm khẩu pháo, xe tăng áp sát biên giới Việt Nam, thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn vào lãnh thổ vùng biên giới Tây Nam của Việt Nam. Không thể phủ nhận rằng, trong thời kỳ đầu của các cuộc tập kích, khiêu khích ở biên giới Tây Nam, chúng ta đã mất cảnh giác vì tin vào chính quyền Campuchia do Pol Pot Ieng Sary cầm đầu. Việt Nam không nghĩ rằng một quốc gia láng giềng từng được quân dân Việt Nam giúp đỡ, hy sinh cả xương máu để họ có được độc lập dân tộc, lại quay súng, giết hại nhân dân, giết hại đồng bào của mình. Thế nhưng, khi bọn chúng đã lộ mặt là kẻ phản bội, thật sự mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, thì quân dân Việt Nam bằng quyền tự vệ chính đáng của mình đã giáng trả đích đáng. Là một đất nước ưa chuộng hòa bình, Việt Nam vẫn tìm cách giải quyết các tranh chấp bằng đàm phán hòa bình. Nhưng Khmer Đỏ lại tỏ ra hết sức ngông cuồng và không cho thấy có dấu hiệu hợp tác. Điều này buộc các lực lượng vũ trang Việt Nam đứng lên chống trả, tìm lại cuộc sống yên bình cho người dân. Việt Nam đã tiêu diệt 38.563 quân Khmer Đỏ, bắt sống 5.800 tên, đồng thời dùng không quân phối hợp với bộ binh triển khai các cuộc không kích và giao tranh trên bộ đánh vào các đơn vị quân Khmer Đỏ dọc biên giới nhằm làm suy yếu quân Khmer Đỏ. Không cam chịu dã tâm man dợ của tập đoàn Angkor phản động, Trung đoàn trưởng Trung đoàn đặc công Hun Sen dự định tổ chức phản kháng lại bằng vũ trang. Tuy nhiên, về thế và lực đã không cho phép. Không còn con đường nào khác, ông đã quyết định ly khai và lên kế hoạch trốn khỏi nanh vuốt của Angkor sang Việt Nam nhờ sự giúp đỡ tổ chức phong trào kháng chiến giải phóng đất nước, trong đó có cả gia đình của mình. 21 giờ ngày 20 tháng 6 năm 1977, tại Sở Chỉ huy Trung đoàn vùng 21, căn cứ Cosmo, xã Tô Lum, huyện Mè Mót, tỉnh Kampong Cham, ông Hun Sen cùng 4 cán bộ thân tín là Nu Ok Thon, Nhất Khoan, Sa Sanh và Va Pao Heang bắt đầu hành trình tìm đến Việt Nam. Do hai nước đang trong tình cảnh có tranh chấp vũ trang với nhau, Việt Nam rất khó phân biệt đâu là người ly khai, đâu là quân Khmer Đỏ với ý đồ đánh lén. Tính đến điều này, ông đã quyết định chỉ dẫn theo 4 người, bởi nếu đi nhóm đông thì dễ bị hiểu lầm và có thể xảy ra sự tấn công từ phía Việt Nam. Nhóm của ông Hun Sen, một mặt phải hết sức nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm do thời tiết và sự truy sát của quân Pol Pot. Mặt khác, phải làm thế nào để đảm bảo an toàn tới đích trong chuyến đi này. Họ bí mật di chuyển luôn qua các cánh rừng chằng chịt cây, những tràng cây thốt nốt cao mọc thưa thớt ở vùng đồng bằng và nguy hiểm như Chopeng Roca, Chopeng Khepo và Ang Dach. Trong cái đói, cái lạnh tê người, phía trước họ là huyện Lộc Ninh, tỉnh Sông Bé cũ, nay là tỉnh Bình Phước của Việt Nam. 2 giờ ngày 21 tháng 6 năm 1977, khi tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam hơn 200m, ông Hun Sen ra lệnh dừng nghỉ chờ trời sáng rõ để định hướng tiếp tục hành trình trong cái đói cồn cào thấu ruột, thấu gan. Một số câu hỏi mà ông tự vấn mình là liệu có thể bị bỏ mạng khi vượt biên từ Campuchia vào Việt Nam bởi đạp phải mìn của lực lượng biên phòng Việt Nam hay không? Liệu có bị bỏ tù bởi vượt biên trái phép hay không? Câu hỏi cuối cùng, liệu phía Việt Nam có bắt ông và đồng đội để giao lại cho Pol Pot hay không? Cuối cùng, ông đã tin tưởng vào Việt Nam, quyết lấy tính mạng mình để cược lấy sự may rủi, có thể chết bởi đạn của phía Việt Nam, còn hơn phải sống dở, chết dở dưới chế độ diệt chủng Pol Pot. Sau khi băng rừng khoảng 6 km, đến khoảng 11 giờ trưa, họ đã tiếp cận một con đường đất đỏ. Ông Hun Sen lệnh cho mọi người cất giấu vũ khí nhằm bảo toàn tính mạng khi đi trên lãnh thổ Việt Nam, nấu cháo với số gạo ít ỏi sót lại, sau đó tiếp tục đi tìm gặp bộ đội và người dân Việt Nam. 14 giờ ngày 21 tháng 6 năm 1977, nhóm của ông đã đến một ấp của Việt Nam cách biên giới Campuchia khoảng 20 km.
Khi nhìn thấy những công nhân cao su đang trên đường về nhà, nhóm của ông đã tới gặp và được họ dẫn đến ấp Hòa Lư, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh trong bao ngờ vực và cảnh giác cao độ. Sau khi tin tưởng vào sự khẳng định của ông Hun Sen, phía Việt Nam đã nấu đầy một nồi 10 cơm dành cho 10 người ăn và nhiều rau, thịt heo dành cho nhóm 5 người của ông đã từng phải húp cháo cầm hơi hơn một năm trời. Đến 16 giờ cùng ngày, nhóm của ông được đưa đi tiếp 4 km vào làng 9, chờ đến 18 giờ về huyện lỵ Lộc Ninh và hôm sau di chuyển đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sông Bé, nay là tỉnh Bình Phước. Sau khi gặp Trần Văn Trà, Tư lệnh Quân khu 7 và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Văn Tiến Dũng, bao ngờ vực dần xua tan, cuối cùng phía Việt Nam càng hiểu rõ nguyện vọng của ông Hun Sen và bắt đầu giúp đỡ. Việt Nam hứa sẽ hỗ trợ về hậu cần, huấn luyện về chính trị thì Campuchia sẽ chịu trách nhiệm. Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1978, Việt Nam đã giúp lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia phát triển được 15 tiểu đoàn, 5 khung tiểu đoàn, 24 đội công tác, xây dựng được các tổ chức đảng, chuẩn bị thành lập mặt trận và bộ máy lãnh đạo. Với sự giúp đỡ của Việt Nam, tới ngày 2 tháng 12 năm 1978, mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia được thành lập. Công bố cường lĩnh cách mạng 11 điểm, trong đó nêu rõ quyết tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng yêu nước nổi dậy, đánh đổ tập đoàn phản động Pol Pot, xóa bỏ chế độ diệt chủng tàn ác, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân, khẳng định tăng cường tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới, kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế giúp đỡ mọi mặt cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Campuchia. Sau các đòn đáp trả quyết liệt của quân đội Việt Nam, Pol Pot chịu tổn thất nặng nề, cực chẳng đã, chúng tìm cách vu cáo để cô lập Việt Nam, tìm kiếm sự ủng hộ từ Mỹ và Trung Quốc, trong khi vẫn tập trung tiếp tục mở các cuộc tấn công mới. Từ 1975 đến 1978, quân đội Khmer Đỏ đã liên tục tấn công, gây ra xung đột tại các khu vực biên giới Campuchia và Việt Nam. Trong khoảng thời gian này, hàng ngàn người Việt Nam đã bị thiệt mạng, trong đó có thảm sát Bà Trúc khiến hơn 3.000 dân thường Việt Nam thiệt mạng. Đã rất nhiều lần, Việt Nam đề nghị một giải pháp hòa bình và bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột. Việt Nam không muốn một cuộc chiến nữa diễn ra trong bối cảnh vừa mới thống nhất chưa lâu. Tháng 2 năm 1978, Việt Nam đưa ra quan điểm thương lượng hòa bình với phía Khmer Đỏ. Cùng lúc đó, nhiều bằng chứng về các vụ thảm sát, xung đột được đưa ra trước Liên Hợp Quốc. Nửa cuối năm 1978, dưới sự hậu thuẫn của Trung Quốc và thái độ phớt lờ của một số quốc gia trong khu vực, Khmer Đỏ huy động khoảng 100.000 quân tiến đánh toàn tuyến biên giới với Việt Nam. Trong cùng thời gian, vừa đẩy lùi quân đội Khmer Đỏ, Việt Nam có gửi những bằng chứng về tội ác của quân đội Khmer Đỏ đến Liên Hợp Quốc. Mục đích của Việt Nam là muốn Liên Hợp Quốc đưa ra tiếng nói về vấn đề Campuchia, muốn cộng đồng quốc tế quan tâm đến vấn đề diệt chủng mà người Campuchia cũng như người Việt Nam phải chịu đựng. Mặt khác, muốn các cường quốc thực hiện nghĩa vụ quốc tế, chấm dứt can thiệp và ủng hộ tội ác của Khmer Đỏ. Nhưng Liên Hợp Quốc thì đưa ra những tiếng yếu ớt, nói đúng hơn là mặc kệ. Họ nói rằng những bằng chứng mà phía Việt Nam đưa ra là đơn phương và có thể ngụy tạo. Trong khi đó, nhiều quốc gia có mắt như mù, Trung Quốc từ chối làm trung gian hòa giải, Hoa Kỳ thì bâng quơ, mặc kệ, các nước phương Tây thì yêu cầu Việt Nam không làm phức tạp hóa tình hình. Đại diện Hoa Kỳ nói rằng, không cho phép một quốc gia khác có quyền áp đặt một chính phủ hoặc thay chính phủ khác bằng vũ lực. Điều này như là một sự tự vả vậy, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã được Mỹ tạo dựng và chính Mỹ đã dùng lực lượng quân sự trực tiếp tham chiến tại Việt Nam. Trong những năm tiếp theo, chính quyền Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan vẫn tiếp tục hỗ trợ cho tàn quân Khmer Đỏ, bất chấp những tội ác mà Khmer Đỏ đã gây ra. Dưới sức ép của Mỹ, chương trình lương thực Liên Hợp Quốc đã cung cấp lương thực cho gần 40.000 quân Khmer Đỏ dưới danh nghĩa cứu trợ nhân đạo. Phía Trung Quốc vận động hành lang, yêu cầu Liên Hợp Quốc giữ ghế cho đại diện Khmer Đỏ. Chính quyền Pol Pot, dù chỉ còn là một nhóm du kích trong rừng, nhưng lại được coi là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Campuchia. Trung Quốc tích cực hỗ trợ cho Khmer Đỏ với ngân sách khoảng 80 triệu đô la hàng năm và vận động Hoa Kỳ viện trợ cho các phe đối lập. Hoa Kỳ tiếp tục tiến hành cấm vận kinh tế với Việt Nam và từ khi quân Việt Nam tiến vào Phnom Penh, hủy bỏ đàm phán bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Các khoản viện trợ cho Việt Nam và chính quyền Phnom Penh đều bị ngừng lại. Hoa Kỳ và đồng minh gây áp lực để cả Ngân hàng Phát triển Châu Á
và Ngân hàng Thế giới ngừng các khoản cho vay cho Việt Nam và Campuchia. Trong khi đó, Thái Lan chấp nhận trở thành vùng đệm quân sự chứa tàn quân Khmer Đỏ để hỗ trợ Pol Pot. Liên minh không chính thức giữa Trung Quốc và Thái Lan đã thiết lập một tuyến đường bí mật trên đất Thái tiếp tế cho Khmer Đỏ. Tàu Trung Quốc chở vũ khí đạn dược đến các cảng Sattahip và Khlong Yai. Từ đó, quân đội Thái chuyển hàng đến cho các trại đóng quân của Khmer Đỏ dọc theo biên giới Thái Lan, Campuchia. Sứ quán Trung Quốc tại Bangkok phối hợp với các thương gia người Thái gốc Hoa cùng quân đội Thái chịu trách nhiệm cung cấp lương thực, thuốc men và hàng dân dụng cho Khmer Đỏ. Đổi lại, Trung Quốc trả phí vận chuyển cho quân đội Thái và cho phép quân đội Thái giữ lại một phần vũ khí. Trung Quốc cũng chuyển giao cho Thái công nghệ chế tạo vũ khí chống tăng với điều kiện một phần sản lượng sẽ được chuyển cho Khmer Đỏ. Ngoài hỗ trợ khổng lồ mà Bắc Kinh dành cho Khmer Đỏ, Trung Quốc cũng cung cấp viện trợ cho các phe phái đối lập khác ở Campuchia như KPNLF. Nhờ đó, lực lượng quân sự của các phái này có lúc đã phát triển lên gần 30.000. Lực lượng Việt Nam vừa phải chống lại Khmer Đỏ, vừa phải chống lại quân đội các phe phái đối lập này. Nhờ có sự giúp đỡ về vũ khí, lương thực của Trung Quốc, Hoa Kỳ và các căn cứ do Thái Lan cung cấp, từ tình trạng chỉ còn là những nhóm du kích hồi cuối năm 1979 đến cuối năm 1980, lực lượng Khmer Đỏ đã hồi phục sức mạnh với quân số tăng lên khoảng 20.000 tới 40.000. Đến cuối năm 1981, chiến tranh du kích của Khmer Đỏ thực hiện tại Campuchia đã lan rộng mạnh mẽ tại những khu vực rộng lớn. Mặc cho bị tẩy chay trên trường quốc tế, Việt Nam vẫn tiến hành các hoạt động quân sự mạnh mẽ nhằm tận diệt Khmer Đỏ. Việt Nam huy động khoảng 60.000 quân cho chiến dịch tấn công quyết định nhằm triệt hạ các căn cứ của Khmer Đỏ nằm gần Thái Lan, cùng với hàng chục ngàn dân công Campuchia xây đường và mở rộng các sân bay dã chiến tại khu vực biên giới. Ngày 23 tháng 12 năm 1978, quân tình nguyện Việt Nam cùng lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia mở cuộc tổng tấn công, tiến công trên toàn tuyến biên giới. Ngày 6 tháng 1 năm 1979, quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng vũ trang của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia bắt đầu tổng công kích vào Phnom Penh. Một ngày sau đó, ách thống trị bạo tàn của Khmer Đỏ chính thức bị lật đổ, thủ đô Phnom Penh hoàn toàn được giải phóng. Ngày 8 tháng 1 năm 1979, Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia được thành lập và ra tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng của tập đoàn Pol Pot, thành lập chế độ Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Trong vòng 16 ngày phản công, từ 23 tháng 12 năm 1978 đến 17 tháng 1 năm 1979, quân đội Việt Nam sau khi đánh bật quân địch ra khỏi biên giới đã tiến vào giải phóng Phnom Penh, lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Toàn bộ đất nước Campuchia được giải phóng, phần lớn lực lượng Pol Pot bị tiêu diệt và tàn rã, số còn lại lần trốn vào rừng trên tuyến biên giới phía Tây, Tây Bắc Campuchia. Từ ngày 23 tháng 12 năm 1978 đến 17 tháng 1 năm 1979, quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia đã tiêu diệt và làm tan rã 18 sư đoàn quân Pol Pot, diệt 12.000 tên, bắt 8.800 tên, gọi hàng 3.200 tên và làm tan rã tại chỗ 44.000 tên, giải phóng trên 4 triệu dân Campuchia, thu hồi toàn bộ cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật quân sự của quân Pol Pot, đập tan bộ máy thống trị của tập đoàn phản động Pol Pot từ trung ương đến cơ sở. Trong thời gian gần 2 năm chiến tranh, quân Pol Pot giết hại và bắt hơn 30.000 dân thường tại các xã biên giới của Việt Nam, 400.000 người dân mất nhà cửa, trên 3.000 nhà bị bỏ hoang, nhiều nhà thờ, trường học, chùa chiền bị chúng đốt phá. Từ tháng 5 năm 1977 đến tháng 1 năm 1979, đã có 12.000 cán bộ, chiến sĩ Việt Nam hy sinh và 43.000 người bị thương tật. Sau khi Phnom Penh được giải phóng, quân đội Việt Nam tiếp tục ở lại theo yêu cầu của chính quyền mới nhằm truy quét tàn quân Khmer Đỏ, giúp xây dựng cơ sở vật chất, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học của nước Campuchia hiện đại. Hàng vạn người con Việt Nam tiếp tục đổ máu để bảo vệ thành quả cho đến khi tất cả họ hoàn thành nhiệm vụ và rút hết quân 10 năm sau đó, tức năm 1989. Nếu không có Việt Nam, có lẽ thế giới đã có thêm một Hitler, có thêm một tập đoàn quân Việt, một đám phát xít. Không có Việt Nam, người Campuchia chắc sẽ chết sạch trước sự thờ ơ đến lạnh người của quốc tế, như cách mà Hitler đã làm với người Do Thái, với các cối xay thịt, những hố chôn tập thể. Nhưng giờ đây, thứ chúng ta nhận được là những cái quay lưng từ người mà chúng ta đã không tiếc giá nào để giải cứu. Công nhận thắng lợi vĩ đại ngày 7 tháng 1 năm 1979 cũng là thắng lợi chung của nhân dân hai nước Việt Nam
Campuchia, thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết quốc tế, sự thủy chung, chọn nghĩa vẹn tình giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia. Nhưng giới trẻ Campuchia dường như đã quên đi lịch sử nước nhà. Cảm ơn anh em đã xem hết video này, cũng như đừng quên like, share video, đăng ký kênh ủng hộ Mr. Sway. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em